Công an thị xã Mỹ Hào vừa kiểm tra phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập bay lắc tại nhà nghỉ. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 2 tháng 9, Công an thị xã Mỹ Hào phối hợp với Công an phường Bần Yên Nhân tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Rolex do Nguyễn Hữu Đức sinh năm 1995, trú tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định làm quản lý. Kiểm tra phòng 502 phát hiện một nhóm nam nữ thanh niên đang bay lắc trong tiếng nhạc lớn có biểu hiện phê ma túy. Lực lượng công an xác định nhóm thanh niên gồm 21 người có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hưng Yên và nhiều tỉnh thành khác. Kết quả test nhanh có 19 trên 21 trường hợp dương tính với ma túy. Các đối tượng khai nhận đã rủ nhau sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, Đoàn Ngọc Chính, sinh năm 1994, trú tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, là người cung cấp ma túy, còn Nguyễn Hữu Đức là quản lý nhà nghỉ đã cung cấp dụng cụ để các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.